Hiện tại, giá chanh dây xuất khẩu sang châu Âu dao động từ 20 đến 35 ngàn đồng một ký. Trong đó, chanh xuất châu Âu chuẩn là 35 ngàn đồng một ký. Từ biến động giá chanh dây trong thời gian qua, các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi sản xuất chanh dây cho rằng, để thích ứng với biến động thị trường, bà con nông dân nên linh hoạt trong quá trình canh tác, cân đối hợp lý theo thời điểm giữa chanh xô, chanh xuất trái tươi sang thị trường châu Âu, Trung Quốc, chú trọng phát triển theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khác nhau.